Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tiền bạc đầy nhà. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Xây nhà là một việc quan trọng trong đời người, vận khí của ngôi nhà tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe của trạch chủ và những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì việc lựa chọn được năm xây dựng nhà tốt cũng là một yếu tố không thể thiếu. Một điều kiện nhất định không thể bỏ qua trong quá trình lựa chọn năm xây dựng là các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất phải xét đến đó là gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng. Nếu tuổi hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây nhà được hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên, ta sẽ xét đến kim lâu. Năm 2020 canh tí gia chủ 30 tuổi, theo cách tính này sẽ phạm phải kim lâu. Kim lâu thê rất dễ mang đến tai họa cho vợ. Để giữ hòa khí giữa hai vợ chồng bình yên gia đình, bạn nên tránh xây dựng nhà cửa. Còn xét về hoang ốc, năm 2020 canh tí gia chủ 30 tuổi theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tam địa sát. Nếu gặp tam địa sát mà làm nhà thì gia chủ dễ mắc bệnh, khó có thể cứu chữa. Xét đến tam tai, người tuổi Tân Mùi cần tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm làm nhà 2020 canh tí theo cách tính thì gia chủ 1991 Tân Mùi sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xây đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mặt đất không được vận thì không nên xây, còn nếu tuổi đẹp mặt đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1991 Tân Mùi, nam mệnh thuộc cung Ly Hỏa, nữ mệnh thuộc cung Càn Kim. Xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Tân Mùi, cung Ly xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh. Vì vậy tuổi này hợp với bốn hướng tốt, đó là Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Và nên tránh bốn hướng xấu, đó là Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Sát, Tây Ngũ Quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1991 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét tới đó là hướng Bắc, gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế, và nhà tọa Ngọ hướng Tý phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Mùi nam mạng xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Còn nếu cảm thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy vương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ hai chúng ta cần xét đến đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm canh tí xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì chọn vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Tân Mùi 1991 xây nhà hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được phục vị. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung. Nam giới coi trọng gia đình, chỉ ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy vương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc.
Tiếp theo đó là hướng đông gồm có Ba Sơn, Giáp Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng Ngũ Hành thuộc thổ, Đáo đến Mộc cung hướng đông, Mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Còn đối với nam mạng Tân Mùi, năm 1991 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng đông, tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí khe xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp theo là hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý, cửu tử Đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, Đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt Đáo Sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch để có thể hóa giải kết cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mùi. Xét sang hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý, Bát Bạch tài tinh Đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, Đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sân khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Tân Mùi 1991 xây nhà vào hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, gặp tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa, vì vậy xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng bàn hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Tiếp theo là hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh Đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc Kim, Đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Tuổi Tân Mùi 1991 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Mùi đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991.
Hướng thứ 7 đó là hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tị từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc Mộc, Kim Mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, Phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cắt lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Tân Mùi 1991 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc, tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm, sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và hướng cuối cùng chúng ta cũng cần phải lưu tâm đó là hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Canh Tý sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc Mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020, Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn là tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Còn tuổi Tân Mùi xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái lạc khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đầu mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mùi 1991. Trên đây thì Phong Thủy May Mắn vừa chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho tuổi Tân Mùi năm 2020. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ở ô bình luận để Phong Thủy May Mắn giúp anh chị giải đáp. Và cũng đừng rời khỏi kênh, tiếp ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị việc làm nhà cho nữ mệnh tuổi Tân Mùi 1991. Đối với nữ mạng Tân Mùi thuộc cung Càn Kim thuộc Tây Tứ Mệnh, người mệnh Càn Kim có bốn hướng tốt đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí. Và bốn hướng xấu là Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát, Đông Ngũ Quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn xét các hung vận hạn của từng hướng nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc, gồm có Ba Sơn, Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà toàn ngọ hướng Tý phạm Tuế Phá và Tam Sát hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm Tam Sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Mùi xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy tuổi Tân Mùi 1991 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mùi 1991.
Thứ hai đó là hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Tân Mùi xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, gặp tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân, thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm mệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Tân Mùi khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như sau. Nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão, phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi 1991 Tân Mùi nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Hướng thứ tư đó là hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn 5 tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Tân Mùi xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, hợp được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Cấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng thứ 5 đó là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý Bắc Bạch Tài Tinh đáo đến, Bắc Tạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi, phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Tân Mùi xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được phục vị. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc.
Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý, Sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và 6 âm lịch. Người tuổi Tân Mùi mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh được thiên y, mà thiên y thuộc sao cự môn thổ, hướng Đông Bắc tương quái là Cấn, chủ ý sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được các lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Tiếp theo là hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý, Sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc. Kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận nên không xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cắt lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sao đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Tân Mùi xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Và hướng cuối cùng chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 Sơn Thân phạm vào mộ kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Tân Mùi nữ mạng xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khốc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp hướng với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích các hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở bên dưới phần ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc cho quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.